Em xin chào các bác nhé. Trong video này thì em có một số phần lan chia sẻ các bác mua về làm giống trái hoa. Các bác đặt hàng thì vui lòng liên hệ theo em theo số điện thoại là 0868825909 nhé. Số điện thoại mà em để trên góc trái phía trên màn hình đấy ạ. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc nhắn tin qua Zalo để đặt hàng nhé. Thì hôm nay là nguyên hải gấm rồi các bác ạ. Có những rè bình thường, có những rè to hơn một chút này. Giá thì 150 đổ lại thôi. Các bác mua về sưu tầm. Đây là một cụm hải gấm này. Hình số 1 này, một cụm hải gấm này em để với giá 70.000 nhá. Cái là cụm này thì lá rất là to. Hình số 1 70.000, hình số 2 thì cụm này thì em để giá là 100. À, cụm này giá 100 này. Đây là một cái cụm mà cũng khá là nhiều cây. Đây đang có hoa này, hoa lan hải gấm đây các bác nhá. Về các bác chỉ việc đặt nổi lên thôi. Đặt nổi lên. Và tưới thì tái tắm bình thường nó sống, hải gấm này thì thích nghi mọi khí hậu vùng miền nhé, rất dễ thuần. Hình số 2 100.000, hình số 3 cũng thế nhá, 100.000. đây một khóm như này đây. Về có thể để vào cái chậu to hơn cái chậu này, mình để vào nhìn không trồng cũng được, hơn một gang tay đấy. 100.000 hình số 3 nhá. Hình số 4 hay là 150.000 đây, hai gấm cụm đây, cây xanh tươi luôn nhá các bác nhá. Đấy, cụm hải gấm này, này dễ lon ra này đấy, rồi là mầm con này, cái này nó lớn thì cũng nhanh hơn các loại hải khác đấy. Hình số 4 là 150.000, hình số 5 cũng là 150.000 các bác nhé. Đây cây này thì nó khít hơn một chút đấy, rất xanh tươi nào, xanh tươi luôn cho các bác đấy. Đây hình số 5 em để với giá là 150.000 đấy. Hôm nay em có từng đấy lan thôi, các bác có gì mua ủng hộ em nhé, em chân thành cảm ơn các bác ạ.